Ngày mai bà Trương Mỹ Lan cùng 47 người khác hầu tòa trong phiên xử phúc thẩm. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày mai ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 11. Xem xét lại bản án tử hình. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. Không chấp nhận bản án này, bà Lan đã gửi đơn kháng cáo dài 6 trang với mong muốn tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án. Lý do là vì mức hình phạt tử hình đối với một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc. Cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần với hàng nghìn cổ đông, khách hàng, không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà quy buộc cá nhân bà phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Dù trong hoàn cảnh nào, suốt quá trình điều tra cho đến khi xét xử sơ thẩm, bà Lan luôn thể hiện sự tự nguyện mang hết tài sản và tích cực phối hợp cùng SCB để khắc phục hậu quả. Trong đơn kháng cáo, bà Lan kính mong hội đồng xét xử và các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để bà nhận được sự công bằng, khách quan, đảm bảo tinh thần nhân đạo của pháp luật. Ngoài kháng cáo xem xét về hình phạt tử hình, bà Lan cũng xin xem xét được miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí sơ thẩm. 47 bị cáo còn lại, trong đó có chồng và cháu của Trương Mỹ Lan cùng các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB, đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Ngân hàng SCB kháng cáo. Ngoài 48 bị cáo trong vụ án có kháng cáo, phía bị hại là ngân hàng SCB cũng kháng cáo đề nghị xem xét toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa. Phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cũng kháng cáo đề nghị xem xét việc công ty chỉ phải trả số tiền tương đương hơn 1.441,1 tỷ đồng cho bị cáo Lan, khấu trừ 130 tỷ đồng mà công ty đã chuyển cho công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, đề nghị xem xét trả lại 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một người liên quan khác là công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc Quảng Ninh kháng cáo đề nghị xem xét hủy bỏ các thỏa thuận khung đã ký kết, giải tỏa kê biên, trả lại cổ phần, bất động sản của công ty đang bị kê biên sau khi hoàn trả lại số tiền hơn 6.095 tỷ đồng. Trước đó, theo cấp sơ thẩm, trong số 1.237 bất động sản bị kê biên, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Hội đồng xét xử cho rằng công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bị cáo Lan 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này, hội đồng xét xử tuyên khi nào công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Lan thì sẽ được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Hội đồng xét xử còn buộc công ty TH Hạ Long và công ty Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.